Phát huy vai trò và nâng cao ý thức của mỗi người dân trong việc bảo vệ tài nguyên biển ven bờ là cách làm hiệu quả của xã Bình Châu, huyện Bình Sơn trong nhiều năm trở lại đây. Đó chính là vận động thành lập các tổ đội tự quản bảo vệ rong mơ trên địa bàn. Nhờ vậy, bên cạnh việc bảo vệ tốt môi trường biển, người dân ở đây còn được nguồn thu nhập ổn định từ việc đánh bắt, khai thác thủy sản và rong mơ ở vùng biển ven bờ. Thời điểm này vào 3 năm trước, hơn 3 km vùng biển ven bờ ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn hầu như không còn màng rong mơ nào. Thế nhưng từ khi có tổ tự quản bảo vệ rong mơ, giờ đây việc quản lý khai thác của người dân đã hiệu quả hơn. Nhờ vậy, những màng rong mơ ven bờ đã dần dày đặc và rậm rạp. Trước đây chưa có tổ tự quản thì khai thác ồ ạt như vậy là hủy diệt môi trường hết. Còn có cần mà về mà xúc bằng đêm đây là coi như về là không có riêng là trâu đi hết. Nên còn có chuồng rồi là dân ở đây họ làm thì coi như nó cũng có trâu đây chứ nó không 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 ở lại, cho nên có nghề mà dân mà đánh bét gần bờ đây mà coi như không cấm được cái răng ma này thì người dân phải thất nghiệp. Có tổ tự quản thành lập, có tổ tự quản bảo vệ răng ma ở đây thì coi như là có tôm rất là sinh nở trong răng ma, coi như đem lại cái nguồn tỷ xoán cho dân rất là nhiều. Tổ tự quản bảo vệ rong mơ ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu ra đời đã kịp thời tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn cùng nhau bảo vệ nguồn rong mơ và tài nguyên biển. Bởi rong mơ là nơi sinh sản trú ngụ của nhiều loài hải sản. Nếu khai thác một cách bừa bãi thì không chỉ ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển ở đây mà hiệu quả kinh tế đem lại cũng không cao. Do đó, để bảo vệ tốt nguồn tài nguyên này, các thành viên của tổ phải thường xuyên bám sát địa bàn, kiểm tra, nhắc nhở những hành vi vi phạm. Bảo vệ mơ năm thì năm nay là hiệu quả nhất là do là giữ được cái rong mơ nó theo cái công văn mà chỉ thị của ủy ban tỉnh là đến ngày 20 tháng 6 ấy, thì rong mơ là nó trở lại hiện trạng như cũ, đem lại về kinh tế là thứ nhất ấy, là những người khai thác có kinh hàng ngày là thu nhập là mỗi người dân là hàng trăm hộ dân nhưng mỗi người từ 1 đến 2 triệu một bữa rồi. Có chuồng tôm, môi trường sinh thái rồi được bảo vệ ổn định. Cái thực trạng là cái tổ tự quản này nó hoạt động tốt, nó mang lại cái hiệu quả. Và cũng chính từ đó thì người dân người ta nhận thức được rằng bảo vệ môi trường biển cũng chính là bảo vệ cái nguồn lợi của chính mình. Cho nên thì trên cơ sở lãnh đạo của đảng, sự điều hành của chính quyền thì chúng ta tiếp tục nhân rộng cái mô hình đó. Cái kết quả mang lại thì đến thời điểm này thì người dân rất là ủng hộ về cái bảo vệ cái tổ tự quản này và quyết tâm bảo vệ cái môi trường biển cũng như là để bảo vệ chính cái nguồn lợi của mình để phục vụ cho cái cuộc sống của mình. Hiệu quả đem lại của các tổ tự quản là rất rõ. Thế nhưng hơn ai hết, người dân cần ý thức để bảo vệ lấy nguồn thu cho chính mình và cộng đồng. Có như thế mới có thể duy trì và bảo vệ các nguồn tài nguyên biển một cách ổn định và bền vững.